Wilhelm Steinitz, nhà vô địch cờ vua thế giới đầu tiên. Video được sự tài trợ của app cờ vua Popoco, ứng dụng cờ vua offline hay nhất cho Android và iOS. Mời bạn tải và chơi ngay theo đường link trong phần mô tả của video này. Wilhelm Steinitz chào đời ngày 14 tháng 5 năm 1836 trong một gia đình nghèo đông con tại thành phố Praha của đế quốc Áo Phổ. Ngay từ thuở ấu thơ, toán học và cờ vua đã trở thành niềm say mê và mục tiêu phấn đấu của Steinitz. Là một người chăm chỉ, điềm đạm, ông lao động trên bàn cờ rất nghiêm túc. Steinitz mày mò, khám phá và xây dựng nên những lý thuyết cho riêng mình. Ông cho rằng, bất kỳ nước đi nào cũng phải có cơ sở của nó. Sự tấn công phải đúng thời cơ và có nền tảng, nghĩa là chỉ tấn công khi nào đã bày binh bố trận chặt chẽ, kín đáo và chỉ khi nào cảm thấy rõ rệt đã có được lợi thế. Cách ra quân của ông không vội vàng mà rất chắc chắn, chặt chẽ. Steinitz tận dụng mọi sơ hở của đối phương, gom góp từng ưu thế nhỏ để tạo ra ưu thế lớn. Đó là lối chơi theo thế trận liên hoàn, lối chơi hoàn toàn khác với trước đây. Chỉ lo ra quân nhanh, đối công ác liệt, bắt quân rồi chiếu hết. Với những luận điểm mới mẻ như vậy, Steinitz được xem như là một nhà cải cách lớn về cờ vua lúc bấy giờ. Năm 1862, Wilhelm Steinitz rời Viên đến London tham gia giải quốc tế lần hai. Với trình độ cờ của mình, Steinitz đã nhanh chóng tạo được chỗ vững chắc của mình giữa một đất nước Anh đầy rẫy nhân tài. Ông được mệnh danh là Murphy của nước Áo và là niềm hy vọng về chức quán quân cho người Áo. Năm 1866, Steinitz và Anderson quyết đấu tại London. Việc này trở thành đề tài tranh cãi nóng bỏng của rất nhiều người. Đa số họ đều tỏ ra không tin tưởng lắm cho thắng lợi của Steinitz trước một Anderson già dặn và mạnh hơn hẳn. Thế nhưng bằng tài năng thật sự, Steinitz đã buộc mọi người phải thay đổi cách nhìn khi ông chiến thắng Anderson với tỷ số 8-6. Để hình dung cho chiến thắng của mình, Steinitz dùng 5 chữ, nhà vô địch thế giới. Tuy vậy, lúc bấy giờ Murphy vẫn còn sống. Mặc dù, ông chẳng còn tha thiết gì với cờ vua nhưng trong lòng người Mỹ, ông vẫn là nhà vô địch tuyệt đối, vị anh hùng trong lòng họ. Còn Steinitz dù muốn hay không cũng không thể không thừa nhận sự thực đó. Do đó, tháng 1 năm 1883, Steinitz lặn lội đến New Orleans gặp Murphy, nhưng cuộc chuyện trò giữa hai kỳ thủ lừng danh này cũng chỉ kéo dài được có 10 phút, lại chẳng có câu nào nói đến cờ. Cũng trong năm ấy, ngày 26 tháng 4, một trận đấu quốc tế được tổ chức tại London quy tụ 14 đấu thủ mạnh nhất lúc bấy giờ. Steinitz đã vượt qua 12 người, xếp thứ hai với 19 điểm, sau Suketot, 22 điểm. Ngày 10 tháng 7 năm 1884, Murphy qua đời. Chỉ lúc ấy, danh hiệu vô địch thế giới mới được đề cập. Nó trở thành ước mơ vươn tới của hàng ngàn kỳ thủ khắp nơi, trong đó có cả Wilhelm Steinitz. Để giành danh hiệu đó, năm 1886, trận đấu giữa Steinitz và Suketot bắt đầu tại chiếc bàn mà thiên tài Murphy đã từng chơi. Những tin tức về trận đấu được sao chép và truyền đi tới tất cả các câu lạc bộ cờ vua của Mỹ và London. Ban đầu, tỷ số 4-1 với phần thắng nghiêng về Suketot tỏ ra hoàn toàn bất lợi cho Steinitz. Không nản lòng, kiên trì với lập trường lý thuyết của mình, Steinitz đã nhanh chóng tìm ra sơ hở trong lối chơi của Suketot và đảo ngược tình thế với 9 ván thắng, 5 ván hòa và chỉ thua 1 ván. Tỷ số cuối cùng của trận đấu là 10-5 đã đem lại vòng nguyệt quế và chiếc đai vàng cho nhà vô địch thế giới Wilhelm Steinitz. Đó cũng chính là chiến thắng của lý thuyết cờ tiên tiến của ông lúc bấy giờ. Thời gian đó, chưa có một tổ chức quốc tế nào đứng ra sắp xếp các giải tranh chức vô địch thế giới. Do đó, mọi quyết định quyền chọn người để tranh chức vô địch tùy thuộc vào đương kim vô địch lúc đó. Và Steinitz đã chọn Mikhail Chigorin, danh thủ nổi tiếng người Nga, làm đối thủ của mình. Chigorin tuy thừa nhận và đánh giá cao quan điểm của Steinitz nhưng ông cũng chỉ ra tính thụ động, chờ thời cơ của lối chơi này. Thế là, cuộc tranh luận bùng nổ. Tuy nhiên, trong thâm tâm Steinitz vẫn khâm phục tính can đảm, sáng tạo của Chigorin và ông đã chọn Chigorin làm đối thủ của mình. Năm 1889, cuộc tranh tài cao thấp để bảo vệ danh hiệu vô địch và lập trường của mình diễn ra giữa hai người tại La Habana, Cuba. Trong trận đấu này, Steinitz đã thắng với tỷ số 10-6, giữ nguyên được đai vàng của mình. Năm 1891, diễn ra một sự kiện khá thú vị. Số là lúc ấy, Chigorin và Steinitz thỏa thuận thi đấu với nhau hai ván cờ bằng điện báo trước khi đấu lại chính thức. Những ký hiệu chơi được truyền qua lại giữa hai lục địa. Ký hiệu khác lạ này khiến cả sở cảnh sát New York quan tâm theo dõi vì nghi ngờ là hoạt động gián điệp truyền đi các tài liệu mật cho nước Nga. Và Steinitz bị tống vào nhà lao. Sau đó nhờ những người thông thạo cờ vua chứng minh Steinitz mới được thả tự do.
Năm 1892, Chigurin và Stenitz chính thức tái đấu tại La Habana. Cuộc đấu diễn ra rất căng thẳng, hầu như ngang sức ngang tài. Chigurin xuất sắc bám sát Stenitz. Cuối cùng sau 22 trận, tỷ số sát nút là 8-9 với phần thắng nghiêng về Stenitz. Tuy nhiên, theo quy ước lúc ấy, nếu trận đấu giành chức vô địch kết thúc với tỷ số hòa thì nhà vô địch vẫn giữ được danh hiệu. Trong ván 23, tàn cuộc, Chigurin lời một mã và chỉ cần vài nước để kết thúc. Vậy mà, cuối cùng Chigurin đã thua. Tỷ số cuối cùng là 10-8, Stenitz lại một lần nữa bảo vệ được danh hiệu của mình. Và suốt 8 năm, Stenitz vẫn giữ vững ngai vàng của mình cho đến khi Emanuel Lasker xuất hiện. Năm 1900, Wilhelm Stenitz qua đời, kết thúc cuộc đời của nhà vô địch thế giới chính thức đầu tiên.